mẹ hôm bữa đó, cái món mà tâm chua mà hai mẹ con mình làm á, ngon hết sảy luôn, con ăn gần hết rồi đó. Có mèo khác mèo về đuôi không đó cô nương? Dạ có, một tí rồi. Ủa mà mẹ nhớ là con nói cái đó là mẹ làm để dành Tết mà. Dạ nhưng mà nó ngon quá con không kìm lòng được. Nhưng mà không sao đâu, con nghĩ là Tết thì hai mẹ con mình sẽ làm món gì đó khác, thì ăn cho gia đình mình ăn thử món mới luôn. Rồi thôi vậy thôi, bây giờ hôm nay mẹ sẽ chỉ con làm món lỗ tai heo ngâm giấm nha. Dạ món đó hấp dẫn đó, con thích món đó lắm. Rồi để thôi con liền đi. Thôi giờ mình lên nhà mình làm ha. Dạ. Rồi. Mẹ ơi bây giờ đầu tiên mình sẽ làm gì hả mẹ? Đầu tiên ha, lỗ tai con mua về. Yeah. Con sẽ ngâm với một miếng muối. Yeah. Với nước ngập. Yeah. Rồi con cho một miếng chanh vô. Yeah. Rồi con đổ vào một chút xíu dầu ăn. Yeah. Đó, con ngâm nó như vậy khoảng 10 phút được rồi. Dầu ăn với chanh có tác dụng gì vậy hả mẹ? Dầu ăn với chanh với muối có tác dụng đó là để vừa là sát trùng. Yeah. Với lại nó làm cho cái lỗ tai mình nó trắng. Rồi con sẽ cho muối vô trong cái chanh. Yeah. Con chà. Yeah. Con chà thiệt là mạnh ha. Yeah. Con chà trong chà ngoài. Rồi mình sẽ xả nước lại nhiều lần. Rồi được rồi ha. Rồi. Bây giờ nè mẹ nấu nước sôi tim ha. Nước sôi tim vậy rồi. Con thấy nó sôi nhẹ rồi. Mẹ cho vô một miếng muối. Rồi mẹ sẽ cho cái lỗ tai này. Đó, vô trong đây. Mẹ luộc nó. Và con nhớ ha, là mình phải luộc cho nó ngập. Cái nước nó phải ngập mặt thịt. Thì con sẽ luộc cho tới khi nào mà con dùng cái đũa nè, con xăm nó lủng. Nhưng mà nó vừa chín tới thôi. Tại vì nó quá chín á, thì tới khi mình ngâm giấm đường đó, thì lỗ tai nó mau đổ nhựa lắm, nó không ngon. Tức là mình luộc vừa chín tới thôi, chứ không có luộc rục nha. Rồi bây giờ mẹ đem qua đây. Mẹ phải để dưới vòi nước lạnh vậy nè, rồi mẹ dùng một cái cục phèn chua. Yeah. Ha, mẹ chà. Khi con nấu thì cái nhớt cái lỗ tai nó ra, bây giờ con phải rửa lại. Rồi. Rồi bây giờ mẹ với con đi lên nhà trên ha. Yeah. Cầm này đi. Rồi bây giờ con lấy cái thịt, con lau nó đi, lau cho nó khô. Yeah. Rồi con cắt thịt ha. Rồi xong rồi nè mẹ. Rồi. Rồi bây giờ mẹ nhắc lại cái giấm đường một lần nữa cho con nhớ ha. Yeah. Một lít giấm á, thì con sẽ cho là khoảng từ 400g cho tới 600g đường cát. Yeah. Với lại một muỗng cà phê muối. Yeah. Con nấu lên cho nó tan đường là xong. Yeah. Và cái điều quan trọng là con nhớ là giấm nuôi. Yeah. Nha. Yeah. Còn con muốn mà nó trong hơn nữa đó thì con có thể là dùng đường phèn. Là được chưa? Yeah, rồi. Bây giờ cái keo. Yeah. Keo này là keo thủy tinh. Yeah. Con cho vô đi. Rồi chưa? Yeah, rồi. Nếu mà con muốn để lâu á thì là con chỉ là giấm đường. Yeah. Con cũng dùng cái đũa tre con. Yeah. Gài lại. Con cho ớt, cho tỏi, cho gừng vào. Con cho nó vô luôn. Và con nhớ ha, là con chỉ cho lỗ tai heo này nè. Nó khoảng là tối đa là nửa hũ thôi. Còn bao nhiêu là con phải để nước ngập. Khi con mới làm đó thì nó chưa có nở ra. Mà con ngâm trong 3 ngày cái lỗ tai heo này nó ngấm này nó nở ra. Yeah. Rồi con múc nước giấm đường con cho vô đi. Yeah. Mình không cần phơi nắng mà cái này là con nên để chỗ mát ở trong nhà bếp. Rồi. Nhìn rất là hấp dẫn nhưng mà phải 3 ngày nữa mới được ăn. Thì thôi bây giờ đem vô bếp để chỗ mát đi. Ừ. Tôi rành tánh cô lắm. Tôi làm rồi nè cô nương. Hay quá vậy. Nè đó. Yeah. Rồi thôi con cất cái kia đi rồi mình dọn. Thì cái này là mình sẽ cuốn với bánh tráng, bún, rồi cũng dưa leo, rồi rau thơm. Yeah. Khế chuối chát. Thôi hai mẹ con mình ăn đi. Rồi thôi mình ăn ha. Yeah. Rồi.